Alo anh Hoàng ạ. À. Vâng, em Hoàng Phương Mai mà. Vâng, chào anh. Cái trường hợp của anh sẽ em ký cho xong rồi anh nhá. Vâng, thì tốt quá. Có vâng. gì vâng. Tối ngày chứ tối nay hoặc là tối mai thì đến lấy được không anh? Anh qua chiều đi, chiều em chuyển ở đây. Chiều hả? Tôi đang ở ngoài Hà Nội thế cái chứ. Thế được, khi nào qua tôi gọi điện trước cho anh được không? Vâng. Thế thì tôi vẫn cứ cầm cái hồ sơ cho anh. Vâng, và anh giữ hộ với ạ. Vâng, cảm ơn anh Hoàng nhá. Đăng ký tạm trú. Về mình sẽ đi đường kia.